Hi, xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì hiện tại cái tựa game này nó chưa có update nha các bạn. Thì nếu mà bạn nào thích cái vương miện này á, thì các bạn có thể vào các bạn chơi trước để các bạn qua những cái map mới các bạn. Kiểu dạng như là simulator nên là các bạn có thể cài trước nha. Thì mình cũng có vào các bạn, mình chơi thử các bạn. Thì may mắn là mình đập những cái rương này á, nó ra cho mình hai cái trứng Lucky Box các bạn. Thì hai cái trứng Lucky Box đó mình mở ra một được một con 9k và một con 10k, khá là may mắn luôn ạ. Thì ngoài ra nó có một cái trứng mở bằng kim cương này các bạn, thì 5 kim cương một con, một quả trứng các bạn. Thì tỷ lệ ra những cái con, hai cái con bình thường và có tỷ lệ ra những cái con thần thoại đồ khá là xịn các bạn. Nhưng mà các bạn mở 2.000 trứng các bạn, 200.000 trứng thì chắc chắn nó sẽ ra heal các bạn. Đấy, thì bạn nào chơi thì có thể vào chơi trước nha các bạn, để khi vật phẩm ra thì mình lấy nó dễ dàng hơn nhé mọi người.
Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.